một phóng viên của VTV bất ngờ bị réo tên liên tục giữa ồn ào của Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh tại châu Âu. Trong lúc vụ việc của Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh còn chưa có kết luận cuối cùng, cư dân mạng lại liên tục nhắc đến một phóng viên của VTV. Ngày 1 tháng 7, các phương tiện truyền thông và mạng xã hội Việt Nam đồng loạt đưa tin về sự việc hai nam nghệ sĩ nổi tiếng trong nước bị cáo buộc vi phạm pháp luật tại Tây Ban Nha. Theo đó, trong chuyến đi châu Âu của mình, họ đã có hành vi hiếp dâm một cô gái 17 tuổi. Hiện cơ quan chức năng nước sở tại đã cho cả hai tại ngoại nhưng vẫn giữ hộ chiếu để tiếp tục điều tra. Trùng hợp, trong thời gian này, Hồng Đăng và Hoài Anh cũng đang ở Tây Ban Nha. Cặp đôi nghệ sĩ còn có nhiều dấu hiệu trùng hợp với mô tả của báo chí nước ngoài. Đáng nói hơn, mặc dù bị réo tên liên tục, cả Hồng Đăng lẫn Hồ Hoài Anh đều chưa lên tiếng thanh minh. Giữa lúc này, mạng xã hội xuất hiện rất nhiều luồng thông tin chưa được kiểm chứng, càng khiến vụ việc trở nên nóng hơn bao giờ hết. Cùng với đó, các hội nhóm trên Facebook cũng liên tục bàn luận về chi tiết cả Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh cùng bị mất điện thoại trong chuyến đi châu Âu lần này. Sự cố trên khiến nhiều người nhớ đến phóng viên Lê Hồng Quang của VTV. Năm 2015, trong lúc đang lên sóng trực tiếp đưa tin Brazil, Mỹ, Lê Hồng Quang phát hiện bị mất đồ. Biên tập viên Hương Linh đặt câu hỏi cho đồng nghiệp nhưng lại nhận được vẻ mặt nghiêm trọng và 3 lần liên tiếp nhắc lại câu mất điện thoại rồi. Ngay sau sự cố, biên tập viên Hương Linh xin lỗi khán giả truyền hình vì tín hiệu có vấn đề, sẽ liên hệ lại với Lê Hồng Quang sau. Cùng với đó, ekip chương trình đã ngắt tiếng của phóng viên thường trú đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Sự cố nhớ đời cho đến nay đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Khán giả hài hước nhắc lại, cho biết phóng viên Lê Hồng Quang là người duy nhất bị mất điện thoại khi ở châu Âu mà họ có thể tin là thật. Còn trường hợp của Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh lại khiến mọi người càng thêm nghi ngờ.